con đi đâu mà vô đó có một mình vậy? Có muốn khảo sát hay muốn làm gì vậy? Đợi sáng rồi hãy đi. Cái chỗ đó vắng vẻ nguy hiểm như vậy, con không biết sợ hả Dương Anh? Dạ, con xin lỗi. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn. Ta nói là sáng nay mình đi chung mà, sao tự nhiên đi vô đó vậy? Em đi với chị Linh vô đó. Chị Linh thấy hai chị em còn thời gian rảnh, cho nên là kêu em dẫn tới mấy chỗ gần coi trước. Nào ngờ đâu á, tài xế lại bị lạc đường, cho nên mới bị lạc vô khu đó. Ủa, mà hồi nãy giờ anh có thấy chị Linh về chưa? Em nhớ lúc đó là em với chị Linh chia nhau đi tìm chiếc bông tai cho chị. Sau đó chị đâu mất tiêu luôn. Tụi em bị lạc nhau mà em gọi điện thoại hoài cũng không được nữa. Chắc là cổ không có bị lạc đâu con. Nếu không á thì trên đường về mình đã gặp nhau rồi. Dạ. Dạ, chắc là có sự cố gì đó thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dạ. Anh ơi, anh cho tôi gửi tiền xe nha. Thôi thôi, chị cất tiền đi. Tôi chỉ vô tình đi ngang đây nên giúp chị thôi, không có gì đâu. Tôi đi nha. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ. Anh Lâm, em lạnh quá, sao tự nhiên anh đứng đây vậy? Anh đợi em, khuya rồi thấy em chưa về, gọi điện thoại em không bắt máy. Lúc nãy em bị lạc ở trong rừng, chắc là điện thoại em bị mất sóng á. Anh cũng mới tìm được Dương Anh. Hả? Anh nói sao? Dương Anh về rồi hả? À, anh tìm được Dương Anh rồi sao? Cổ cũng bị lạc ở trong rừng. Hóa ra là cổ cũng đi lạc hả? Em cứ tưởng đâu là Dương Anh cố tình bỏ em về trước chứ. Lúc em ở trong rừng đi ra không thấy ai hết á, em còn tưởng đâu Dương Anh cố tình bỏ lại em vì giờ cái chuyện hôm trước. Cũng may là em đã gặp cái anh đó. Anh nói là nhà anh nó gần khách sạn nè, anh cho em quá giam đi về đây. Chứ cái chỗ đó vắng vẻ quá, điện thoại thì mất sóng, trời thì tối mà còn lạnh nữa, em không biết phải làm sao luôn á. Cái anh đó chở em từ trong rừng về đây luôn hả? Dạ phải, anh tốt bụng ghê á anh. Cũng may là em gặp ảnh á, cho nên là em mới về được tới đây. Hồi nãy ở trong rừng em còn mém bị trật chân nữa, đau muốn chết luôn á. Cũng may là em gặp người tốt, không thôi là không biết đêm nay làm sao luôn á anh Lâm. Anh Lâm, anh làm sao vậy? Đừng có giả bộ nữa. Anh biết là em không có bị lạc, cũng không hề bị gì hết. Anh nói cái gì vậy? Em bị lạc ở trong rừng thiệt mà. Lúc nãy anh không thấy người ta đưa em về đây hả? À, anh Lâm, có phải lúc nãy Dân Anh về đây trước em? Cổ nói với anh cái gì vậy? Cổ vu khống cho em mọi chuyện đúng không? Vu khống hả? Câu nói đó làm anh chắc chắn là em đang nói dối. Qua lời của cổ kể, anh biết đây là tất cả màn kịch do em dựng nên. Em cố tình bỏ lại Dân Anh trong đường đúng không? Kể cả chuyện ngày hôm nay, tại sao em có mặt ở đây? Không phải là trùng hợp đâu. Anh Lâm. Ừ? Em đừng nói nữa. Đừng bao giờ nói câu xin lỗi với anh. Anh đã chán lắm rồi. Anh không vạch mặt em trước mặt Dương Anh, em liệu mà đi xin lỗi người ta? Tìm cách nói khéo với người ta đi. Đừng nhớ, em là vợ hứa hôn của anh. Em yêu anh thì có gì sai? Em muốn đối phó, muốn ngăn cản những người xấu cố tình tiếp cận anh thì sao? Em làm vậy thì có gì sai hả? Em còn định cố chấp tới bao giờ nữa hả Linh? Anh nói thật, anh không bao giờ tốt bằng anh Sơn. Anh Sơn mới là người đem lại hạnh phúc cho em, là người đàn ông có thể bảo vệ em. Em hiểu không vậy? Anh nói cái gì mà liên quan tới anh Sơn? Em với anh Sơn chỉ là tình cảm anh em thôi mà. Anh Sơn nói gì với anh? Anh không hề nói gì với anh hết. Là do anh vô tâm. Từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ ba đứa mình vẫn coi nhau như anh em thôi. Gần đây mới phát hiện ra anh Sơn yêu em, nhưng mà anh ngại hôn ước giữa anh với em, cho nên anh chưa dám thổ lộ với em. Anh Sơn là như vậy, từ trước tới giờ anh luôn nhường nhịn mọi người. Em biết chứ,
anh Sơn ảnh có yêu em thì sao chứ? Em không quan tâm. Người em yêu chính là anh. Em đối với anh Sơn chỉ là tình cảm anh em. Nhưng người anh yêu là Thi, và anh sẽ không bao giờ yêu người nào khác ngoài Thi. Nhưng anh chỉ là thư ký của anh thôi. Đừng bày trò hãm hại người ta nữa. Thay vì em lãng phí thời gian cho một người không hề yêu em, hãy chấp nhận một người dành hết tình cảm cho em, người có thể đem lại hạnh phúc cho em. Em là người thông minh mà, em tự cân nhắc đi. Anh Lâm, Tình yêu bất tử 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.